Mặc dù đã bị cưỡng chế vì vi phạm xây dựng nhà và chuồng trại trái phép trên đất nông nghiệp, nhưng thời gian gần đây, một số hộ dân ở thôn Cốc Phong, xã Chí Tân, huyện Khói Châu lại tiếp tục tái vi phạm. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi được tại khu đất thổ khoán của gia đình ông Nguyễn Văn Hưng ở Cốc Phong để trồng trọt và nuôi trồng thủy sản. Mặc dù không được phép xây dựng, nhưng ông Hưng vẫn xây dựng chuồng trại mới rộng trên 100m². Trước đó, ông Hưng còn lấy lý do nhà xuống cấp nên đã tháo dỡ xây dựng mới ngôi nhà cấp 4 để ở. Cách nhà ông Hưng không xa, cũng trên diện tích thổ khoán của Ủy ban Nhân dân xã là khu trại lợn của gia đình ông Đinh Văn Ngọc mới được xây dựng. Khi phát hiện ông Ngọc xây dựng nhà và hai dãy chuồng lợn, Ủy ban Nhân dân xã Chí Tân đã lập biên bản và yêu cầu ông Ngọc dừng ngay việc xây dựng và tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên đến nay, ông Ngọc mới chỉ tháo dỡ một dãy chuồng trại, còn một dãy rộng hàng trăm mét vuông vẫn còn hiện hữu. Ngoài hai hộ vi phạm trên, tại thôn Cốc Phong gần đây còn có hộ dân tự ý lấp ruộng 03 để làm đường đi vào cơ sở sản xuất. Để thực hiện nghiêm kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Khói Châu chỉ đạo các cơ quan chức năng huyện và Ủy ban Nhân dân xã Chí Tân kiểm tra, xử lý nghiêm và dứt điểm vi phạm.